Đây ông chủ nhỏ đây, phỏng vấn xíu coi. Dạ. Làm với Thuận Thiên bao lâu rồi? Em mới làm được có 7 tháng. 7 tháng. Dạ. Mà chăm sóc vườn như thế này đây. Trời ơi, coi kìa nó đẹp này. Trời ơi, phun mấy cử? Thường thường là em phun 4 cử. 4 cử. À. Nó hơi hạt gạo này là. Ừ. Sáng hơn một xíu em sẽ phun. Ừ. Sáng hơn ngày em sẽ phun một lần. À. Phun khoảng 200 thôi. À, 200 xong rồi đến các bạn mà nó lộ mùi rắn này sẽ phun thêm một lần nữa. À. Xong rồi là to tầm này. À. Là một lần nữa. À. Và lần kết thì cái lá này nó khoảng được nửa tầm này. À. Là sẽ phun lần cuối. Giỏi. Sẽ đẩy lần được kali lên một xíu nữa. Ừ. Lần kali xíu nữa là bao nhiêu? Tức là cái phun lần phun thứ tư á. Em thường thường em cho 200. Ừ. À. Em không dám cho nhiều, em sợ là nó ảnh hưởng đến cây sau á. À à à. À. Trời ơi đẹp quá. Trời nè, thấy cái hệ cỏ không? Thấy hệ cỏ không? Đó, môi trường nào con người đó. U cha chăm giỏi quá. Trước cỏ chỉ nhiều lắm mà giờ cỏ chỉ bớt đi rồi. Thì đó. Nó sẽ thay đổi khi mà pH của em lên á, là nó sẽ thay đổi nè. Nó sẽ đổi cái hệ cỏ. Phun lần cuối là ngày nào, khi nào? Em chưa phun lần cuối nữa. Ấy là phun cách đây là sau cùng là ngày nào? Hôm qua em đẩy lần được kali cao lên để cho nó giảm lại chung với nhau luôn á. À, những cái nào mà nó chưa ấy thì cho nó về. Dạ, thì... Trời ơi vườn đẹp quá. Xong rồi ở trên kia thì nó lại về hẳn rồi. Này là trẻ giỏi. Trời chăm vườn kỹ ghê luôn á. 3 ký gốc á hả? Ừ. Ừ. Trời ơi cái vườn cưng ghê luôn á. Trời ơi coi nè. Trời ơi. Đẹp quá Vũ ơi. Giỏi nha. Tổng cộng vườn này nhiêu cây Vũ? Tổng cộng vườn này nhiêu cây? Vườn này là 200 cây. 200 cây. Ừ. Xong rồi ở khu này chỉ có 50 mấy cây thôi. À, khu này chỉ có 5 mấy cây thôi. À, trời ơi. Nó chăm giỏi ghê. Cái này mốt mà phun phân hóa. Ây da coi nè. Ừ. Cây lực ghê không? Cái giống như điều này phun vô mà cắn cái bạn. Nếu không tâm nữa cho cá nhóc.